Sau một tháng nhận đặt trước iPhone 13, 13 mini, 13 Pro và 13 Pro Max chính hãng, hệ thống FPT Shop và App Studio by FPT đã nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dùng. Trong đó có 70,54% khách hàng chọn iPhone 13 Pro Max và màu xanh Sierra Blue chính là màu được yêu thích nhất với tỷ lệ đặt mua 49,76%. Tiếp tục từ nay đến ngày 21 tháng 10, FPT Shop chính thức nhận đặt trước 4 bộ sản phẩm trên với đặc quyền 2 năm bảo hành và ưu đãi trị giá lên đến 6 triệu đồng, bao gồm giảm giá đến 3 triệu đồng hoặc trả góp 0% lãi suất. Đặc biệt, trong chương trình thu cũ đổi mới, FPT Shop cũng sẽ thu lại điện thoại iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, máy tính bảng Apple, Samsung cũ và trợ giá thêm đến 3 triệu đồng, giúp khách hàng có thể tiết kiệm khi mua mới iPhone 13. Ngoài ra, khi đặt trước iPhone 13 Series, quý khán giả còn được giảm thêm 500.000 đồng khi thanh toán 100% qua cổng VNPay QR. Để nhận được tất cả các ưu đãi trên, quý khán giả chỉ cần đặt cọc trước 1 triệu đồng tại cửa hàng FPT Shop và App Studio by FPT gần nhất, hoặc đặt mua trực tuyến qua website. Ngay khi sản phẩm chính thức được lên kệ, khách hàng có thể đến trực tiếp cửa hàng để nhận máy hoặc nhận giao tại nhà.